tránh thương vong. Đại đội 1 cho giãn bớt lực lượng ở chiến hào tiền duyên. Khi nào có lệnh mới được nổ súng. Rõ. Nói chuyện với đại đoàn. Alo, tiểu đoàn 2 đây. Báo cáo, có một đội quân phản kích kéo từ trung tâm Mường Thanh ra, cho lựu pháo chi viện. Sao ạ? Sân bay mù mịt khói, pháo binh không xác định được mục tiêu, chỉ sợ bắn vào quân ta thôi. Phải có vật chuẩn cho pháo. Đại đoàn. Alo, đại đoàn đâu? Đại đoàn đâu? Đề nghị cho cắm cờ làm chuẩn. Không còn cách nào khác. Rõ. Báo cáo tiểu đoàn trưởng. Cho tôi lên cắm cờ. Đăng. Có. Cho Trung Liên điểm trợ. Rõ. Đưa xuống đây. Thank you.
Cả đêm qua chúng tôi chỉ lấn được có 3 mét hào mà đã có 3 đồng chí bị thương. Hào chui qua dây thép gai, con quý dơm bó trúc không còn tác dụng. Hỏa lực 206 dồn cả vào đấy, ta không nhích lên được mà chỉ nằm chịu trận. Chỉ đêm mai chiến hào của hai đơn vị bạn sẽ tiến sâu vào, hỏa lực của 206 sẽ phân tán. Các đồng chí phải kiềm chế hỏa lực địch, kề cả bằng súng trường. Còn việc địch phản ứng điên cuồng, tôi cho là chuyện bình thường. Ta siết thòng lòng vào cổ nó thì nó phải tìm cách đẩy ra bằng mọi giá. Ngày nào trung đoàn chẳng cho pháo bắn vào 206, chúng ta phá chướng ngại, phá kho tàng dự trữ. Và điều quan trọng hơn là chúng ta đã phá được tinh thần tư tưởng của chúng. Ta cũng đã tiêu diệt được sự tiếp tế chi viện của địch đối với 206. Chúng ta gặp khó khăn, nhưng địch còn gặp khó khăn hơn chúng ta. Nào, mời các đồng chí phát biểu tiếp. Có thể kiềm chế súng bắn thẳng, nhưng không thể kiềm chế bọn ném lựu đạn, bắn patat. Anh em ở đây đều bị thương vì đạn cầu vòng đấy ạ. Mà có đào được chiến hào rồi thì từ dưới hào xuống lên đâu có dễ. Hỏa lực trong đồn sẽ nhằm vào đó chờ anh. Em Út đại đội 3 phát biểu đi. Mạnh dạn lên nào. Ý kiến của tôi là đào hầm ngầm xuyên qua rào đến gần lô cốt. Có thể đào cả ngày và đêm mà địch mù tịt, không biết gì. Hết ạ. Đào thế thì tốt quá đi. Nhưng sợ chạy hướng, đào tuốt ra sân bay thì... thì khó gì, đào vòng trở lại. Chẳng hóa ra là con kiến mà leo cành đa. Mới lại lấy đâu ra không khí mà thở. Đúng rồi. Các đồng chí trật tự, đồng chí nào cần phát biểu thì giơ tay. Đào hầm ngầm thì tất nhiên phải làm lỗ thông hơi. Chúng em mà địch hậu á, chỉ sống nhờ hầm thôi. Riêng em đã từng đào hàng chục cái rồi, có cái đào còn xuyên qua cả dưới ao ấy chứ. Mời đồng chí Bài trung đội 1. Đào ngầm thì đỡ thương vong, nhưng phải mất hàng tuần lễ. Liệu trung đoàn có đợi được không? Ý kiến đồng chí Bảy thế nào nhỉ? Làm gì mà lâu thế hả? Còn nhanh hơn các đồng chí đào chui qua rào đêm hôm qua ấy. Từ ngoài vào lô cốt đầu tiên chỉ 30 mét chứ mấy. Tôi đồng ý với phương án này. Lúc này ăn thua nhau là sự bí mật, bất ngờ và gan dạ. Tôi tin là chúng ta làm được. Sâu nữa chắc là khó thở. Có lỗ thông hơi không? Đây ạ. Thoát hơi mạnh đấy nhỉ. Dạ. Trên thế giới có binh pháp nào nói về cách đánh này không? Các đồng chí là du kích địch học Bắc Ninh phải không? Đồng chí du kích ở Lang Tài. Tốt lắm. Thế bao giờ tới được lô cốt? Báo cáo bác. Đó có anh chứ. Vâng, báo cáo. Chỉ tối mai là tới nơi thôi ạ. Các hai đồng chí đào thôi ạ? Bốn chúng em thay phiên nhau, hai đào hai xúc ạ. Sau một tiếng bốn người này về nghỉ thay người khác. Tốt lắm. Thôi đào tiếp đi, ta đi.
Sau khi kiểm tra trận địa, tôi rất yên tâm. Rút kinh nghiệm tiểu đoàn 2, hai mũi kê của trung đoàn cũng chỉ qua một đêm. Đường hào của chúng ta lấn hết hàng rào thứ nhất rồi hàng rào thứ hai, hạn chế được quân số thương vong. Tốc độ nhanh hơn nhiều. Chỉ đêm mai là hầm ngầm của chúng ta sẽ tới lô cốt đầu cầu. Nếu có thể được, đề nghị cấp trên cho đánh ngay đêm mai. Chưa được. Lúc này lại không nên vội vàng. Cần phải chuẩn bị thật chu đáo. Nhưng bắt đầu từ đêm nay, tôi sẽ cho pháo bắn nghi binh vào 206, làm cho địch tưởng rằng sau khi pháo bắn, bộ binh sẽ tấn công. Chúng ta vẫn tiếp tục đào. Đến khi chúng ta tấn công thật, địch sẽ hoàn toàn bất ngờ. Chắc thắng nhá. Thế các cậu không thấy chúng tôi mặc toàn quần áo mới à? Nếu qua đợt này tao không được đi đâu. Chắc thắng. Này. Hả? Chúng tớ làm mỏng vớt nắp hầm rồi đấy. Các cậu chỉ cần đạp cái là bật lên liền. Yên tâm, chúng tớ sẽ không phụ công lao của các cậu đâu. Đi nhá. Đi chiến thắng nhá. Đi nhá. Tao sẽ đánh hộ mày. Alo, đại đội 2 đâu? Cho trung đội 1 vào hầm âm. Quý ơi, tôi mò đái quá. Tẻ luôn ra đấy chứ còn sao nữa. Tìm cái gì đấy? Có lẽ khi thấy áo mới, tớ bỏ quên ở nhà mất. Nhưng mà cái gì? Bố tớ bảo ra trận thì nhớ mang theo. Thế mà quên mất, chán quá. Cái gì mới được chứ? Cái vật kỷ niệm ấy mà. Đại đội 2, bắt đầu.
báo cáo tiểu đoàn trưởng, lũ quân đồng cầu ta đã diệt xong. Cho phát triển sang khu A. Rõ. Theo tôi. Liên lạc với tiểu đoàn. Báo cáo mới liên lạc. Kiểm tra lại xem. Báo cáo tiểu đoàn trưởng. Gọi cho trung đoàn. Alo. Alo. Trung đoàn phải không? Báo cáo. Tiểu đoàn 2 đã làm chủ hoàn toàn 206. Cậu nói sao? Báo cáo. Tiểu đoàn 2 đã làm chủ hoàn toàn 206. Báo cáo. Tôi đang ở hầm chỉ huy của 206. Tên trung úy Depp qua đã bị chết. Hắn nằm đây, ngay bên cạnh chiếc điện đài bị bẹp rúm ạ. Báo cáo, bắt toàn bộ tù binh. Thế hả? Cho anh em vào trong lô cốt. Thỉnh thoảng cứ bắn ra một vài loạt đạn. Như kiểu bọn chúng vẫn bắn cầm canh mọi đêm ấy. Bọn Mường Thanh sẽ không nghi ngờ gì đâu. Này, khi thu dọn chiến trường, nhớ chú ý chính sách thương binh. Gấp rút củng cố công sự để chống phản kích. Rõ chưa? Rõ. Được rồi. Alo. Đại đoàn đâu? Nghe mấy anh thương binh nói chuyện. Kể ra trận này cũng ác liệt đấy chứ. Không ngờ quân ta lại chiếm được 206 nhanh thế. Ngà có biết không, cậu bảy em mình cũng tham gia trận đó đấy. Hồi còn ở quê, nó chỉ là một thằng bé ngọc nghịch, suốt ngày chỉ thích đi câu cá bắt ếch. Thế mà bây giờ, thế ra em cậu được ở trung đoàn Bắc Bắc cơ à? Cũng là nhờ anh Phương tiểu đoàn trưởng, người làng mình đấy. Ngày lên đây gặp được anh ấy, nó cứ nằn nỉ mãi. Anh Phương này, hôm nọ trượt mất buổi xem văn công. Nghe nói chị Thanh múa đẹp lắm hay không ạ? Đợt tổng công kích này, không biết văn công có về biểu diễn cho bọn mình xem không nhỉ? Có thể lắm. Anh Hòa làm gì nhỉ? Anh ấy ở mặt trận bộ. Anh Hoàn anh ấy, hình như anh ấy với chị Thanh phải không ạ? Cháo kìa. Cháo ra rồi. Lại đây, lại đây, lại đây. Anh Phương. Bắt tao đâu? Bắt tao đâu? Cứ từ từ, từ từ. Lính tráng có suất, cứ từ từ. Bọn mình theo dõi trận đánh, bất ngờ quá.
Thế là ông đã rửa hận cho bọn mình trận chợ Đồng Xuân rồi đấy. Vì thế mà anh ra đây à? Không, tớ ra để hát mừng các cậu đấy chứ. Anh ơi, còn rất nhiều. Máy bay, vậy có tiểu đội hai ở lại, còn tất cả ra ngoài. Có bảy đâu? Dạ. Bảy theo tôi. Toàn đây, toàn đây. Đưa anh Lương rời khỏi chân điện. Có. Thưa bác sĩ, liệu bệnh nhân có làm sao không ạ? Cô là cô tấm trong quả thị chui ra để chăm sóc bệnh nhân, thì bệnh nhân có thể làm sao được? Tại vì suốt đêm qua đến giờ, bác sĩ khám cho anh ấy nhiều lần. Em ngại có điều gì nguy hiểm. Anh Phương, anh Phương, anh có nhận ra em không? Đây là điều trị năm. Đi đi, đi đi. Đưa vào phòng mổ, mau. Em kể về mẹ cho anh nghe đi. Từ ngày xa nhà, anh chẳng có tin tức gì của mẹ. Ngày anh đi rồi, bác cũng có buồn. Nhưng mẹ em sang chơi luôn. Hai bà hợp và thân nhau lắm. Cũng may là hai nhà sát vườn nhau. Cây ổi. Cây ổi đào. Vâng, cây ổi đào vẫn còn. Sau này chỉ có mình em trèo lên thôi. Nhưng em chả thích ăn. Hái được bao nhiêu em cho thằng Bảy hết. Mẹ anh mất như thế nào? Kể đi em. Chả là em không muốn nhắc lại chuyện ấy. Nhưng vì anh muốn nghe. Sáng hôm đó, bọn Tây đội nón lá, mặc áo tơi phục sẵn ở ngoài đồng. Không ai để ý. Đến khi chúng nó ập vào làng, chẳng ai kịp chặn. Bác và mẹ em, với nhiều người khác nữa, đều chết trong trận ấy.
Được các bác sĩ điều trị cho biết tình hình sức khỏe của Phương, bọn tôi rất mừng. Tôi sốt ruột lắm rồi. Sốt ruột cũng không được. Cậu đã vào đây là phải tuân theo sự chỉ huy của các bác sĩ, cậu nhớ chưa nào? Mà tôi cũng báo một tin mừng cho cậu đây. Đại tướng đánh giá trận 206 là một sáng tạo về chiến thuật của bộ đội ta. Đại tướng còn nói, nếu giữ được bí mật chiến thuật đánh lấn này thì rất tốt. Tất nhiên, địch có biết cũng khó lòng mà chống lại được. Ta đã tìm ra con đường góp phần tiêu diệt tập đoàn cứ điểm với thương vong ít nhất. Thế nào, phấn khởi chứ? À, cậu Bảy đã được gặp đại tướng và có tên trong danh sách đề nghị khen thưởng. Thôi, bọn mình về đây. Cảm ơn các anh. Chú Bảo, mọi người cứ để đấy cho em. Anh Đạt, tấm đây mà, anh có nhận ra tấm không? Anh Đạt đau hả? Đạt thua rồi nhá. Trúng rồi. Trúng rồi. Bao giờ chiến tranh mới kết thúc đối với người thương binh này? Anh Phương, em Khánh. À, chào các cô. Em có chút quà biếu anh ạ. Em cũng có đấy nhá. Mời các cô ngồi. Vâng ạ. Anh Phương, được tin anh bị thương, anh Lương gửi lời thăm anh và có gửi quà cho anh đấy ạ. Cảm ơn các cô. Anh ấy phải lên mặt trận bộ, có việc gấp anh ạ. Thế à? Anh Phương ơi, anh bị thương ở trận nào đấy ạ? Tôi bị sức ép ở trong trận địch phản kích tại 206. Thế em tưởng anh bị thương ở đồi F1 à? Thế 206 ở đâu hả anh? Chỉ là một mô đất nhỏ ở cánh đồng Mường Thanh thôi. Thế dạo này các cô đang làm gì? Chúng em đang dựng tiết mục mới để chuẩn bị chào mừng chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo ý kiến của anh Hoàn, sẽ lấy tên là Mùa Hoa Ban Nở anh ạ. Tương lai ai có khả năng sẽ được đi học ở Mạc Tư Khoa hoặc Bắc Kinh. Thanh là hy vọng lắm đấy. Xin chúc mừng các cô. Anh Phương, hôm nghe tin anh bị thương, chúng em lo quá. Thế bao giờ anh được ra viện hả anh? Tôi cũng chẳng biết nữa. Anh Phương, em ra ngoài có tí việc rồi em sẽ vào ngay nhé. Báo cáo đồng chí Phương đã đến giờ đi nghỉ ạ. Thôi, về đi. Chúc anh chóng khỏe. Bọn em về đây ạ. Cảm ơn các cô. Em về nhé. Vâng. Em cố gắng nhé. Em về nhé. Cô Thao. Tôi muốn nhờ cô một việc. Cô Thao. Tôi nhờ cô nói với Thanh là tôi xin rút cái điều tôi đã nói với cô ấy hôm nào. Cô ấy còn có tương lai. Còn tương lai của người lính chiến chúng tôi chỉ là ở chiến hào. Anh không thể kiên nhẫn chờ đợi được à? Chúng tôi đều không có thời gian chờ nhau. Thank you.
em mới lại được gặp anh. Nếu không có em, biết đâu anh đã bị chết vì bom bướm bướm ở bờ suối hôm đó rồi. Sao anh cứ hay nói đến chuyện chết thế? Em không thích đâu. Em sợ à? Chết không dễ đâu. Đấy. Anh quên. Hả? À, có hoa ban đỏ thật kìa. Đẹp quá. Đẹp quá. Có một cậu lính Hà Nội ở đơn vị anh nói rằng, nếu tôi ngã xuống trên mảnh đất này, tôi chỉ ước mơ có một cô gái đẹp phủ lên mộ cho tôi toàn một loại hoa ban đỏ. Có một truyền thuyết tình yêu về hoa ban đỏ, em có biết không? Lính của anh, cậu nào cũng thích hoa ban đỏ. Mà cũng lạ, lần nào gặp em cũng có hoa ban. Anh đi. Sau đó, tiến sát bờ sông Nậm Rốm. Ở phía tây, đại đoàn quân tiên phong của chúng ta được giao nhiệm vụ bóc lốt cái nà nọ, nơi mà được cái gọi là con ngươi của tập đoàn cứ điểm. Thọc thêm một mũi dùi lửa phía tây nam, chúng ta tiến thẳng đến sở chỉ huy của Đờ Cát. Các đồng chí ạ, đại đoàn của chúng ta hưởng ứng phong trào thi đua lập công của toàn mặt trận để giành cờ quyết chiến quyết thắng của Hồ Chủ tịch. Báo cáo tư lệnh trưởng, tôi có mặt để nhận nhiệm vụ. À Phương, thế nào? Đã được xuất viện rồi đấy à? Dạ. Hay quá. Dạ, Phương. Anh Hồng. May quá, cậu về vừa kịp vào trận đánh đấy. Sao lại thế này? Đã khỏe thật chứ đấy? Hay là trốn viện? Khỏe thật đấy ạ. À, thế à? Hay quá. Ở đâu về thế đồng chí? À một là nọ đủ cả. Đồng chí, thương binh ở đâu về thế? Không biết đâu. Quân tiên phong đây. Dạ. Báo cáo đại tướng tổng tư lệnh, có tôi ạ. Dạ. Dạ. Rõ.
Alo, tác chiến đâu? Đồng chí thông báo cho toàn bộ đại đoàn. Bộ chỉ huy mặt trận nhận định địch có khả năng liều chết phá vòng vây, mở đường máu để chạy sang Lào. Bộ giao nhiệm vụ cho đại đoàn phải bao vây thật chặt, không để cho một tên địch nào chạy thoát. Rõ chưa? Các đồng chí ơi, có tin địch đầu hàng rồi. Địch đã đầu hàng rồi. Địch đã đầu hàng rồi, anh đã biết chưa? Về quê. Về quê. Ừ, đúng rồi. Về quê, anh sẽ được về quê. Về quê. Về quê. Anh Phương ơi, em lại sắp được gặp anh rồi. Em yêu anh có biết không? Thank you.